đầu tiên để bước vào video các bạn đừng quên cho mình một cái động lực bằng cách là hãy like, share cũng như là đăng ký kênh. Hoặc cũng có thể là bấm vào biểu tượng cái chuông để tiếp tục xem những cái thông báo video mới các bạn nha. Để mời các bạn đến thăm một khu vực chợ cá gọi là Fish Market, có nghĩa là chợ cá mà ở thành phố Sydney đó các bạn. Thì đây là một khu chợ cá lớn thứ nhì thế giới về một cái lượng cái hải sản bán ra. Nói chợ cá vậy thôi, nó là chuyên về hải sản đó các bạn, đủ tất cả mọi thứ hải sản khác nhau. Thì trong đây là rất là rộng lớn, bán nhiều cái loại hải sản và rất là đa dạng luôn. Thì theo mình được biết là cái chợ cá lớn nhất thế giới đó là chợ cá nằm ở thành phố Tokyo. Đây cũng là thành phố lớn nhất thế giới luôn các bạn, với dân số là khoảng gần 40 triệu người, chính xác là 38 triệu người đó. Cho nên là dân số một thành phố thôi mà muốn là bằng nửa nước Việt Nam luôn, và gấp 1,5 lần dân số của nước Úc luôn các bạn. Còn ở Sydney á, là thành phố là khoảng là 6 triệu dân. Và đây là một cái khu chợ cá nằm gần trung tâm thành phố luôn. Cho nên là mọi người đến đây thuê khách sạn ở trung tâm thành phố thì có thể là đi bộ tới khu này được. Và hôm nay là mình cũng đi bộ đây các bạn nè, Sydney Fish Market. Bạn thấy không, quy mô nó rất là lớn và tất cả các khách du lịch mà đã đến Sydney á, thì không thể nào bỏ qua được chỗ này được. Hôm nay á, là mọi người cũng kéo đến đây rất là đông nè. Bữa nay như là chủ nhật đó các bạn. Bước vào bên trong á, thì sẽ có một chỗ bán đồ tươi sống ở bên ngoài như thế này nè. Thì mình sẽ đi vào trong nha, để mà quay cho các bạn xem bên trong đây là bán những thứ gì. Đây nè, lobster, là tôm hùm nè, cua nè, rất là đẹp, rất là to, rất là tươi luôn. Tôm này là gọi là tôm sú thì phải. 29 đến 31 đô cho 1 ký, có nghĩa là 500.000 đồng tiền Việt Nam đó các bạn. Còn hào này á, là khoảng nè, hai cái gói là 50 đô. Và một cái gói nếu mà mua lẻ một cái là 30, cho khoảng mười mấy con hào đó. Hào người ta cũng mới làm, mới cũng tách vỏ được khoảng 1 đến 2 ngày thôi, còn rất là tươi. Đây là những con tôm nè, có loại tôm lột ra sẵn nữa. Còn cua này giống như cua Cà Mau ở Việt Nam này các bạn. Cua đây hơi bị mắc luôn á. Ở Việt Nam thì mua rẻ mấy trăm ngàn một ký, chứ ở đây nè 55 đô cho một ký, là tầm cỡ bao nhiêu ta, 800 mấy 900 cho một ký đó. Tôm hùm ở đây thì cũng không quá mắc đâu. Giá tôm hùm ở Úc các bạn nó cũng ngang ngửa Việt Nam thôi, mà kích thước của to hơn. Còn con này là con cá ngừ, rất là lớn luôn. Tuna là cá ngừ đại dương đó các bạn. Cá ngừ đại dương ăn rất là ngon nha. Ở đây bán nguyên con luôn chứ không phải bán đầu đâu. Tôm hùm nè, ghẹ nè. Mấy con ghẹ như thế này á, mình có một cái clip bắt ghẹ các bạn. Mình bắt ở biển lên ăn ngon hơn rất là nhiều chứ. Mua ở tại chỗ này nè, mấy chỗ này mà ướp đá là về ăn thịt rất là bở. Ở Úc á, bắt ghẹ là miễn phí nữa các bạn nha. Ra biển ghẹ bò rất là nhiều luôn. Thì các bạn nào mà muốn coi về clip bắt ghẹ của mình á, mình có một cái clip là ra biển bắt ghẹ phải luộc đó. Các bạn bắt coi xuống coi bắt ghẹ như thế nào. Chuẩn bị á, sắp tới tháng 10 này nè, mình với ông anh và mấy đứa bạn nữa sẽ ra bắt ghẹ. Thường là bắt ghẹ từ tháng 10 cho đến hết mùa hè, chứ còn mùa lạnh thì không có ghẹ đâu. Trời càng nóng thì ghẹ nó ra càng nhiều. Còn bên đây là thế giới của các loại cá, đủ loại cá luôn. Cá bằng tiếng Anh không à, mình cũng không rành tiếng Việt là nó kêu là gì nữa. Mấy con cá này cũng ngon lắm các bạn nè, thấy không, đủ các loại cá khác nhau. Giá trung bình là khoảng 15 đến 20 đô cho 1 kg. Thì khoảng 300 ngàn cho đến là 400-500 ngàn 1 kg đó các bạn. Đây con cá này to quá trời luôn nè, không biết là cá gì luôn, mà cá nào cũng ướp đá đó.
Ở Úc á, thì họ hay úp đá hơn. Chứ nói chung là úp đá thì ăn cũng cũng được thôi, không có tươi, dĩ nhiên là không phải không bằng tươi sống rồi, nhưng mà dĩ nhiên cũng yên tâm hơn là so với úp mấy cái khác. Có nhiều chỗ ở Việt Nam á, úp ure rồi úp đủ loại chất các bạn, thì thấy cũng sợ thiệt. Ở đây thì dù sao úp đá mình ăn á, thì cũng có loại ngon có loại dở, nhưng mà dù sao cũng yên tâm. Rồi, bây giờ mời các bạn vào bên trong nha. Hồi nãy chỉ là một khu nhỏ ở bên ngoài thôi. Thì bây giờ mình chuẩn bị sẽ vào bên trong, là một cái khu chính của cái fish market này. Nhưng mà trước khi vào bên trong đó, thì mình cũng nhìn sơ một cái về hàng trái cây nha. Chỗ này cũng có bán trái cây nữa nè, nhưng mà cũng không có nhiều đâu. Những cái trái này nhìn cũng không có ngon lắm. Nè, xoài ở đây á 29 đô 99, tức là 30 đô cho một ký, là 500 ngàn một ký đó các bạn. Ở Việt Nam á, mà có xoài đem ba đây bán thì lời to nhỉ. Ở Việt Nam thì không biết bao nhiêu một ký, nhưng mà ở đây là 500 ngàn một ký nè. Xoài này cũng bình thường thôi, chứ ở Việt Nam mà cũng không phải là gì ngon đâu. Mà đúng là mấy loại trái cây nhiệt đới ở bên này rất là mắc nha. Thanh long, xoài, nhãn đồ cực kỳ mắc luôn. Toàn là 500 ngàn một ký không à. Vải nữa. Còn ở Việt Nam thì ngược lại, mấy cái mặt hàng như là cherry, là dâu rất là mắc. Còn bên đây là rất là rẻ. Cherry á, thì có 10 đô một ký. 10 đô thì tầm 170 ngàn một ký. Còn ở Việt Nam 200 ngàn cứ mấy trái thôi các bạn, mà bị hư hết trơn rồi. Nè, và bên trong này á, rất là nhiều các quán khác nhau nha. Bán đồ tươi có, đồ làm sẵn có, mà đa số là đồ làm sẵn không à, bởi vì á là vô đây là mọi người thích vô đây ăn luôn, chứ không phải là đem về chế biến nữa. Cho nên là họ chế biến, họ luộc sẵn, họ làm sẵn món luôn chứ các bạn. Rồi ăn ăn hải sản nhiều thì phải có sushi, có cơm nữa nè, đầy đủ hết nha, rất là rộng lớn luôn. Mà trong đây á, là cái chợ cá này á, rất là sạch sẽ và bán theo các kiện, các giống như là cái siêu thị vậy đó, nhưng mà toàn là hải sản không à. Các bạn nhìn nè, mực, bạch tuộc rất là to đó, thấy không, tôm nè, đủ các loại khác nhau luôn. Tôm chắc đóng đóng như thế này các bạn, gì mà bán cũng hết đó, bán từ sáng đến chiều cũng hết thôi. Ghẹ hến. Mà Úc này có cái lạ là không thấy bán ốc nhiều nha các bạn. Mình ở Việt Nam hay đi ăn ốc lắm, mà ở đây không thấy ốc đâu. Rất là hiếm ăn ốc luôn. Mà dân Úc á, cũng kỳ, có nhiều người họ cũng dân bản xứ các bạn. Có nhiều người không thích ăn hải sản. Ốc lại càng không. Họ nói chung đó là ăn tôm hùm đồ thôi, chứ còn mấy cái con khác thì cũng ít ăn lắm. Rồi á, là ở đây á, thì có nhiều người ta ăn bào ngư vi cá các bạn. Ở Việt Nam là thứ cho quý tộc ăn, hèn xa xỉ. Ở đây á, người ta ăn cũng bình thường thôi à, giống như là nói chung là cũng hơi xa xỉ một chút thôi, chứ không đến nỗi nào mà đại gia hay là những người có tiền mới ăn. Tại vì á, bào ngư ở đây á, là mua 45 đô. 45 đô thì cỡ mười mấy con á, bào ngư xanh. 45 đô thì làm 2 giờ đồng hồ thôi, 2 tiếng đồng hồ đi làm thôi là cũng là mua được bào ngư ăn rồi. Rồi tôm hùm cũng vậy, tôm hùm cũng ngang giá Việt Nam, mà bên đây thu nhập cao mà cho nên là người ta mua cũng rất là bình thường, chứ không có gì gọi là xa xỉ cả. Đây là tôm, đây là cái càng của con cua hình đế nữa các bạn. Bán càng thôi chứ cái thân thì không không ai ăn đâu, họ bỏ thân hết rồi. 80 mấy 90 đô một ký, là tầm cỡ hơn 1 triệu mấy một ký các bạn, bán càng thôi. Rồi đây là hàu đủ loại các khác nhau nè, đủ loại luôn, nấu sẵn luôn, gia vị sẵn luôn, cái này là ăn sống các bạn nha. Họ bỏ sẵn những cái loại gia vị rong biển luôn vô cho mình có thể là mình đổ bù tạt lên ăn thôi. Rồi bên đây á, là các loại cá khác nhau. Rất là nhiều người luôn à, trong đây khách du lịch nhiều lắm các bạn.
Cho nên là khu này á, là luôn luôn lúc nào cũng đông đúc cả. Kinh doanh trong đây cũng rất là được luôn nè. Nè bên đây mới ngon các bạn nè. Bên đây á, là chỗ mà bán mấy cái đồ làm sẵn không nè. Đó các bạn thấy không, 13 đô một ký thôi cũng rẻ thôi. Rồi 4 đô một con nè, 25 đô một ký sò điệp nè. Rồi cá nè. Bữa đó mình đi qua đây đói bụng quá trời luôn mà nhìn thấy rất là thèm nữa các bạn. Qua khu bên này á, thì họ bán mấy cái mặt hàng tươi sống nè. Đó còn bơi bơi luôn nha, bào ngư nè. Đúng rồi, bào ngư nè các bạn. Bào ngư xanh nè, tôm hùm nè. Nói chung là vô đây á, mà thích ăn hải sản á, là khỏi phải lo. Chứ thiệt ra ở Úc các bạn đi mua hải sản mà như ở Việt Nam thì cũng hiếm. Nói chung là muốn mua vẫn có những chỗ mua, nhưng mà không phải là nhiều chỗ bán như ở Việt Nam đâu. Thì ở đây thì phải có những chỗ tập trung như thế này, rồi có những cái chợ hải sản hay là những cái chỗ bán hải sản thôi. Trong siêu thị cũng có, nhưng mà nói chung là cái độ đa dạng nó ít lắm, không có bằng ở Việt Nam đâu. Không có phải là ra chợ thấy bao nhiêu loại cá rồi mình thích lựa và lựa đâu. Ở đây thì nếu mà trong siêu thị cũng có vài loại cá thôi. Mấy sắp tà cũng có bán cá nhưng mà cũng không có nhiều loại như ở Việt Nam. Ở Việt Nam á, mà qua mấy cái chợ hải sản ở mấy cái thành phố biển giống như là Mũi Né nè, Vũng Tàu nè, Nha Trang nè. Mình thì ở Mũi Né đó các bạn, ở Phan Thiết. Bạn nào mà cũng quê ở Phan Thiết thì comment nha, làm quen. Đồng Hương, quê gốc mình ở Phan Thiết, còn mình thì sống ở Sài Gòn. Nói chung là vô đây là bon chiên rất là nhiều luôn. Để mua được một cái đồ ăn thì cũng phải chờ đợi khá là lâu. Và mua xong á, là kiếm chỗ ngồi ăn thì cũng khó. Lúc nào cũng đông đúc cả. Bởi vậy mà là chợ cá lớn thứ hai thế giới về cái sản lượng bán ra mỗi ngày đấy các bạn. Đây nè, rất là nhiều món ngon luôn nha. Tôm ướp sa tế rất là ngon. Rồi gia vị nữa. Rồi nè, mực nè, bạch tuộc nè. Mà cũng có tùy loại nha. Có loại ăn ngon, còn có loại thì gia vị của Tây á, ăn cũng hơi khó ăn. Đây là tôm hùm cắt nửa con ra nướng bơ và mấy cái gia vị nữa. Thấy không? Bán liên tục các bạn nha, bán không ngớt luôn. Trong đây cũng có nhiều người Việt Nam bán nè. Nhiều người Việt Nam, nhiều người Trung Quốc, đủ các nước trên thế giới cả. Đặc biệt là vào các ngày cuối tuần là mấy chỗ này các bạn là làm việc không kịp tay luôn. Hôm đó mình đến Sydney chơi thì mình cũng đã đi đến một số cái địa điểm mà mình đã quay cho các bạn xem rồi đó. Thì thành phố Sydney á, là lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp giống như Sài Gòn vậy đó. Nên là bạn nào mà qua Úc mà cái kiểu có PR rồi, qua có PR liền như là kết hôn vân vân, hoặc là chúng ta được bảo lãnh, hoặc là nói chung là có một cách nào đó mà các bạn qua đây là có PR luôn, thì chúng ta nên đến Sydney sống. Nếu mà các bạn nào sống ở Sài Gòn quen rồi đó, thích cái độ nhộn nhịp đông đúc thì nên đến Sydney. Chỗ này nói chung là thành phố này là giống đông đúc giống như Sài Gòn các bạn. Cũng kẹt xe dữ lắm. Rồi ra đường thì cũng thấy rất là đông người, mua bán cũng rất là tấp nập. Còn bạn nào mà thích yên bình hơn một chút nhưng mà cũng khá là đông đông đúc á, thì có thể đến Melbourne. Melbourne thì nó cũng rất là đông, nhưng mà là không có đông ở Sydney. Và cũng có những cái khu vực yên bình, cũng có những khu vực đông đúc. Mà sắp tới đây các bạn, và hiện tại đây rồi các bạn, thì cách đây khoảng tầm cỡ nửa tháng thì mình vừa nghe thông tin là Sydney không phải là thành phố lớn nhất ở nước Úc nữa rồi. Mà bây giờ
là Melbourne, là mới là thành phố lớn nhất của nước Úc, khi mà nó đã mở rộng thêm một khu vực và bắt đầu là dân số đã tăng lên cao hơn của Sydney mấy chục ngàn người đó. Nè các bạn thấy không, 43 đô năm cho một cái dĩa thập cẩm luôn. Còn bên đây là 46 đô 50, tương đương khoảng mấy trăm ngàn, gần 1 triệu đồng các bạn, 700-800 ngàn một dĩa như vậy. Hy vọng các bạn sẽ thích video của mình. Nếu thích hãy cho mình xin một like các bạn nha, share, hoặc cũng có thể là bấm vào biểu tượng subscribe để đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.